Thưa quý vị, công nghiệp lạnh, trong đó có sản xuất bảo trì điều hòa không khí, là lĩnh vực phát thải ra các chất làm hại bầu không khí. Vì thế mà mới đây, Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Môi trường và các môi chất lạnh Nhật Bản tổ chức khóa đào tạo về đảm bảo an toàn trong sản xuất bảo trì, điều hòa không khí cho các kỹ sư doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và giảm phát thải các chất ô nhiễm ngay từ những bước đầu tiên trong quá trình sản xuất. Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, khóa đào tạo cho 20 kỹ thuật viên những thông tin tổng quát về các chất dùng trong điều hòa không khí, các quy định tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, các vấn đề cơ bản về sản xuất và quy trình đảm bảo an toàn khi thực hiện dịch vụ bảo trì, sản xuất điều hòa không khí không sử dụng các chất có hại cho môi trường. Công nghệ thay thế sử dụng HFC-32 trong sản xuất điều hòa không khí rất thân thiện với môi trường, dễ dàng thao tác khi lắp đặt, bảo trì thiết bị cho kỹ thuật viên và sử dụng tốt hơn so với các môi chất lạnh khác. Do vậy, chính phủ Việt Nam có thể xem xét thúc đẩy việc sử dụng môi chất lạnh này, đặc biệt trong quá trình sản xuất điều hòa không khí. Cuộc hội thảo ngày hôm nay thì trong khuôn khổ hoạt động hợp tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với lại Bộ Kinh tế Nhật Bản và thông qua dự án quản lý loại trừ các chất HFC của Việt Nam giai đoạn 2, thì mục đích của buổi hội thảo là giúp củng cố các hoạt động về chuyển đổi công nghệ, hỗ trợ cho công ty cổ phần tập đoàn Nagagawa trong cái việc chuyển đổi sang sử dụng HFC, chất HFC-32 trong sản xuất điều hòa không khí. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nước phát triển trong đó có Việt Nam sẽ ngưng tiêu thụ các chất HCFC từ năm 2024 ở mức cơ sở và loại trừ các chất HFC, những chất có trong công nghiệp lạnh làm suy giảm bầu không khí. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ không sử dụng HCFC-22 do Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong giai đoạn 2018-2023.